chào các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio và mình là Phương Lâm. Hôm trước thì mình đã gửi đến cho các bạn một chiếc loa sử dụng trong gia đình với thiết kế tối giản cũng như là chất lượng âm ổn định và được đánh giá khá cao. Tuy nhiên nếu các bạn là một người thích cảm giác hoài cổ cũng như là chất lượng âm ấm áp và đặc biệt có thể tinh chỉnh được các yếu tố như là bass, treble thì một điều quan trọng, đây là một chiếc loa dùng trang trí trong gia đình nhưng mà nó chứa pin bên trong nên mà các bạn có thể dùng nó như một chiếc loa di động để có thể mang đi mọi nơi cũng như là dùng cho những dịp picnic trong gia đình. Và hãy cùng mình đánh giá chiếc loa Marshall đến từ thương hiệu Anh Quốc này nhá. Audio Jungle. Hôm nay mình có ở đây chiếc loa Cubern của Marshall, một thương hiệu sản xuất các thiết bị âm thanh có tuổi đời gần 60 năm, được thành lập ra bởi Jim Marshall, một tay chơi trống vào những năm 1938. Vào lúc đó, Marshall là một thương hiệu ảnh hưởng ít nhiều đến thị trường âm nhạc với chất lượng âm cực kỳ độc đáo, cùng với đó là phong cách thiết kế hoài cổ, khiến cho việc sử dụng thiết bị Marshall âm thanh là một món đồ trang trí cực kỳ sang trọng. Quay trở lại với em Cubern, với chất liệu phủ bên ngoài bằng da thật và chúng ta sẽ có hai màu chính là đen và trắng sữa. Cảm quan bên ngoài thì thấy em nó thực sự chắc chắn với logo Marshall ánh vàng khiến cho tổng thể của em nó toát lên vẻ sang trọng. Phần trên sẽ có một số nút cũng như là cổng cắm kết nối và dây 3.5. Chúng ta sẽ có thêm 3 nút bao gồm bass, treble và volume. Kế bên sẽ có 2 nút, đầu tiên là nút chỉnh theo chế độ và tiếp theo là nút chuyển hoặc dừng phát âm thanh từ dây 3.5mm. Có một sự thật rằng việc thêm vào đây những núm xoay khiến cho mình có cảm giác hoài niệm hơn khi nhớ về những ngày xưa bố mẹ mình dùng những chiếc Amply để có thể chỉnh nhạc mà có lẽ bây giờ một số gia đình vẫn còn sử dụng. Ở mặt sau là một lỗ thông hơi cho những loa subwoofer bên trong và ở bên dưới là một cổng cắm nguồn sử dụng điện áp từ 100 đến 240V cũng như có công suất là 70W. Nói một chút về thông số của em nó, chúng ta sẽ có một loa woofer 15W và hai twister 5W và vị trí thì các bạn có thể xem ở trên hình nhé. Với mức pin là 2200mAh, các bạn có thể sử dụng em nó theo thông tin từ hãng là lên đến 20 giờ. Sao nghe ảo thế nhỉ? Khi mà trải nghiệm thực tế thì mình thấy thông số này sẽ khá là khả dụng khi mà bạn dùng với 50% âm lượng, nhưng thực ra thì sẽ chỉ khoảng 15 tiếng thôi. Về chất âm thì mình nghĩ các bạn sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều với một hãng âm thanh đã có tuổi đời gần 60 năm. Vì thực sự chất âm mà Marshall Cubern mang lại có một nội lực cực kỳ mạnh mẽ. Đấy là còn chưa nói đến việc nó có thể tùy chỉnh được bass, treble để có thể phù hợp với sở thích của bạn cũng như là dòng nhạc mà bạn đang nghe. Với mức max volume thì các bạn sẽ có giải tần âm lên đến 20.000 Hz và mức áp suất âm khi bật max âm lượng là 100 dB. Với trọng lượng lên đến 3kg, có nghĩa là em nó có trọng lượng ngang với chiếc Harman Kardon Studio 5 mà mình đã review cho các bạn trong video trước. Nếu như so sánh một chút thì các bạn có thể thấy rằng Harman Kardon có thiết kế hiện đại và trẻ trung, hướng đến những người trẻ. Còn Marshall thì lại hướng đến vẻ cổ điển cũng như là chất âm có vẻ vintage hơn rất nhiều. Và hơn nữa thì mức giá của hai sản phẩm này cũng gần ngang nhau. Các bạn có thể ghé qua antien.vn để có thể tham khảo lựa chọn cho mình. Trên thị trường hiện nay thì thật khó có thể tìm thấy một thương hiệu có chất âm cổ điển như là Marshall. Những gì mà nó mang lại là một món đồ trang trí vô cùng sang trọng, chất âm cổ điển với một thương hiệu hơn 60 năm lịch sử trong sản xuất âm thanh. Còn các bạn thấy sao về chiếc Marshall Cubern này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết ý kiến của các bạn nhé! Nếu thấy video này hữu ích thì cũng đừng quên để lại một like và một comment và ấn đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!